Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sang bài số 3 trong giáo trình tiếng Hàn cơ bản EPS Topic các bạn nhé. Quốc cho, quốc tịch. Quốc tịch. Quê hoa là hội thoại. 이분이 중국 사람입니까? Người này, vị này hoặc là cái ngài này là người Trung Quốc có phải không? Bun là kính ngữ của Saram, nên chúng ta có thể dùng là ngài vị không? Đề Trung Quốc Saram Imnida. Vâng, ngài ấy là người Trung Quốc. Chờ Bun Tô Trung Quốc Saram Imnida. Chờ Bun, cái vị đó, Tô là cũng, là người Trung Quốc có phải không? Aniyo, Trung Quốc Sarami Anida, Ilbon Sarami Anida. Không, ngày đó không phải là người Trung Quốc mà là người Nhật Bản. Chúng ta đi vào phần từ vựng. Phần từ vựng Hui, tên các quốc gia trong tiếng Hàn. Hàn Quốc, Ilbon, Nhật Bản, Thái Quốc, Thái Lan, Mông Cổ, Mông Cổ, Myanmar, Việt Nam, Việt Nam, Malaysia, Indo, Ấn Độ, Indonesia, Cambodia, Campuchia, Philippines, Russia, Mỹ Quốc, Mỹ, Canada, Canada. Các bạn xem và học lại từ vựng của bài này nhé. Chúng ta xem qua quốc kỳ và tên quốc gia nhé. Hàn Quốc, Nepal, Đông Timor, Mông Cổ, Myanmar, Bangladesh, Việt Nam, Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia, Trung Quốc, Cambodia, Campuchia, Thái Quốc, Thái Lan, Pakistan, Philippines,